Theo khuyến cáo mới nhất cập nhật trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, 61 quốc gia được hạ mức khuyến cáo đi lại từ mức cao nhất cấp độ 4 xuống cấp độ 3. Đối với cấp độ này, người dân Mỹ được khuyến cáo không nên tới các quốc gia này ngay cả khi đã tiêm phòng COVID-19. 50 quốc gia trong danh sách khuyến cáo đi lại của Mỹ được giảm từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 và các quốc gia được Mỹ coi là có ít rủi ro nhất về lây nhiễm COVID-19, hiện bao gồm Singapore, Israel, Hàn Quốc và Albany. Tuy nhiên, mặc dù đã được hạ cấp độ khuyến cáo đi lại, nhiều nước vẫn đang bị áp dụng các giới hạn đi lại của Mỹ kể từ đầu năm 2020 như Trung Quốc, Anh, Ireland, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, Iran và 26 quốc gia thành viên khối Schengen ở châu Âu.